Xin chào tất cả các bạn đến với đọc lại. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đàn một tác phẩm trong chủ đề Giáng sinh. Đó là bài bài Thánh ca buồn trong cuốn tuyển tập nhạc Giáng sinh soạn cho piano. Tác phẩm trong này thì được mình soạn có cả phần hợp âm nên các bạn có thể đàn theo kiểu cover, rải hợp âm. Về phương pháp rải thì các bạn có thể tham khảo mua cuốn giáo trình 30 ngày thực học piano cover. Đó, trong này có các phương pháp rải từ cơ bản tới nâng cao theo các điệu đàn để các bạn có thể áp dụng vào một bài bất kỳ có hợp âm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đàn qua câu intro các bạn nghe. Các bạn nhìn vào bài nốt nhạc ở trên màn hình nha. Son son la son mi mi re do mi đó, các bạn thấy hai nốt nhỏ đó, nốt hoa mỹ ha. Các bạn nhanh đó, đàn nhanh qua do mi đàn nhanh. Các bạn nếu mà mới tập thì nó chưa quen đâu, các bạn phải tập đi tập lại nhiều lần, chơi nhiều tác phẩm thì từ từ cái kỹ thuật của các bạn nó mới quen dần, nó mới hình thành dần cho các bạn nhé. Rồi tập lại tay phải. Mi mi re do mi do do si la mi do do re do la mi fa son son mi la la son mi fa la fa fa son fa mi re do mi son do la son mi re son re re do si fa mi si do Do re mi fa fa mi re do đó. Trong bài này thì hành gặp liên ba đơn nhiều, liên ba đơn thì ba nốt trong vòng một phách nha các bạn ha, đàn đều. Ví dụ đó, ba nốt trong vòng một phách là liên ba đơn nhé. Rồi tay trái hợp âm đô trưởng các bạn rải do son do mi do son đây là kiểu rải phổ biến và thông dụng nhất nha các bạn ha. Các bạn cố gắng tập kiểu này, các bạn áp dụng rất là nhiều. Hoặc các bạn đàn kiểu giải dễ hơn, giải dễ hơn là do mi son do son mi do mi son do son mi đó, đây là kiểu giải dễ. Còn kiểu giải phổ biến thông dụng đó thì phương pháp giải là vẫn là phương pháp giải các nốt trong hợp âm thôi các bạn ha. Đó, những bạn mà chưa nắm vững các phương pháp thì các bạn mua cuốn này ha, giáo trình 30 ngày piano cover này, để các bạn tham khảo các mẫu giải ha. Rồi mi thứ các bạn rải mi si mi son mi si la thứ la mi la đô la mi pha trưởng pha đô pha la pha đô đó. Rê thứ các bạn rải rê la rê pha rê la son trưởng son rê son si rê son la bảy la đô thang mi son. Đã tập được rồi thì các bạn tập đàn làm sao cho nó liền mạch, chuyển từ hợp âm này tới hợp âm kia làm sao liền. Là mình đàn thử nè. Đó, đây là cách tập nha các bạn, tập đi tập lại thật nhiều thật nhuần nhuyễn nhé. Chuyển hợp âm khi nào không vấp nữa các bạn mới bắt đầu ghép nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ ghép hai câu ở câu intro nhé. Son son la son mi mi re do mi do si la mi do do re do do la mi fa son son mi la la son mi fa la La son mi re son re.
được câu intro ha. Đối với phần lời. Bài thái ca đó còn nhớ không em? Đó là bây giờ đặt tay phải nè. Pam 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 po rưỡi đô re mi re đô si la. Đó phần điểm lót ha. Phần điểm lót mình không có ghi lời vào đó ha. Re đô si la đô đô si la đô fa la son 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 la la son mi fa. Đó lấy tiếp ha, nốt hoa mỹ lấy son lên la đàn nhanh nè. Đó la son mi fa ma fa mi re re fa la re 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 đô si la đô son mi re mi fa la la son 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 mi fa la son đó. Son 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 đó son nhá. Son 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 đó. Chỗ đó mình sử dụng đô dim nên có son dáng đô dim. Chút nữa mình sẽ đàn hợp âm tay trái cho các bạn nghe. Rồi bây giờ tay trái, tay trái thì hợp âm đã hướng dẫn rồi, đô trưởng đô son đô mi đô son như là lúc đầu các bạn ha. Vòng hợp âm như là lúc đầu mình đã hướng dẫn mi thứ la thứ pha trưởng đó. Rồi và trong phần này có son bảy, son bảy các bạn lại son si re pha đó, lại thế hợp âm góc luôn. Son mi re fa. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Son mi re fa si re đô 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 re mi re đô si la đô đô si la đô fa la son 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 la la son theo câu đêm thánh vô cùng ha. Thôi để mình đàn cái khúc này luôn để các bạn theo dõi cho tiền nè. Cùng nhau quỳ dưới. Số 1 các bạn qua phần 2. Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Mi fa re la son fa re đô re mi fa. Đó. Rồi chỉ khác cái khúc mà fa re la son fa re đô rồi đêm nó đô re mi fa fa mi re đô. Rồi bây giờ vô phần điệp khúc. Rồi mùa giá rét, giá buốt cũng qua đi. Rồi các bạn tập tay phải. Son son mi 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 re re si 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 re fa si do fa 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 do do son mi fa mi re la la son 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 mi mi re 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 do si 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 do
thì cũng như vậy ha, vòng hợp âm rải lúc đầu hướng dẫn đâu nhưng bây mình ghép chậm luôn nè. Rồi mùa giá bút cũng qua đi nè. Son son mi 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 re re si 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 re fa si do fa 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 do do son mi fa mi re la la son 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 xong được bài đó ha. Rồi phần sau thì rồi những đêm tháng đường đón Noel ha. Cái này thì giống như là người ta hát câu ba vậy ha, rồi mình sẽ đàn luôn ha. Son mi re fa si re do 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 re mi re do si la do do si la do coda thì các bạn lặp lại từ đầu cái dấu ký hiệu mà để lặp lại ha. Rồi si đô, còn bây giờ muốn lặp lại thì các bạn lặp lại, còn không thì các bạn đàn xuống dấu coda là rải hợp âm là kết bài đô đô son đô mi son đô mi son đô. Rồi các bạn rải tăng lên khoảng 8, rồi mình rải này đô son đô mi son đô mi son đô mi son đô rải. Cứ rải từ các nốt trong hợp âm này các bạn ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong tác phẩm bài Thánh Ca Buồn. Các bạn cố gắng tập thật nhiều để có kết quả tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.